không biết thiệt mà. Không biết. Ai đâu à trời. Bây giờ anh có khai không? Anh với bà đang làm cái gì hả? À, anh không có à. Ở ngoài đó đừng có la nữa. Trong này quan tâm lắm. Hai ba lớp năng lượng mặt trời có lắm. À. Cứu con mẹ ơi. Sao rồi? Con lại ra ống đường nữa hả? Ông ra, ông ra. Đợi mày một chút, mày vô liền. Nè, đứng yên ở đây đợi em nghe chưa? Mày vô liền. Không xuống đây. Nè, con có nói gì cho nó biết không? Hả? Dạ không. Bà ơi, về tính cách của cậu, trước sau gì cậu cũng sẽ tìm hiểu ra thôi. Bà coi cách giải quyết giúp con, không con chết bà. Không được nói nghe chưa? Với tính cách nguồn gốc của con á, chỉ có cách đó là cách duy nhất. Chịu dở vậy? Chịu dở chút xíu mà đau cái gì? Thì gồng lên, dán cái miệng lại, hiểu không? Nhắc lại lần cuối, rác mà con thải ra đó là con phải tự dọn, nghe chưa? Trời ơi! Anh đâu rồi? Anh lại đây cho tôi. Chết con bà. Bà cứu con bà. Mày lên phòng của mày đi. Không được đâu. Đi. Vô trong kia cũng được. Vô trong kia đi. Anh chết chẳng cho tôi nghe chưa? Anh đâu rồi? Hả? Anh Long, anh đứng lại cho tôi. Thằng thiệt tình ngu ngốc. Anh đi ra đây cho tôi. Ra đây. Em biết anh ở trong này mà. Anh trốn hả? Đi ra đây. Còn em phục cái bà bây giờ ra không? Anh không biết gì hết thiệt à. Không biết thiệt á. Không biết hả? Không biết mà. Không biết. Ủa dạ. Chết anh với tôi nghe chưa? Ây da. Anh không biết thiệt mà. Ây da. Ây da. Gãy tay anh rồi. Trời ơi. Sĩ ơi, em rể em bị gãy tay rồi nè. Sĩ ơi, anh rể em bị gãy tay rồi kìa. Trời ơi, sao rồi con? Gãy tay rồi hả? Trời ơi, làm sao giờ? Ôi ra. Oh, sorry. Ráng chịu kiên cường. Mày kiên cường lên con ơi. Con sẽ chịu trách nhiệm. Ráng lên. Mày tâm con sẽ chịu trách nhiệm mà. Không có nói ba trong mày. Không có nói ba trong mày. Anh đâu vậy? Anh ở trong kìa, nhanh lên. Sao đi gãy tay dữ vậy anh? Anh thấy có sao không? Thấy tám ông sao luôn gì sao. Đau quá à. Đưa đi bệnh viện liền đi. Dạ anh cố gắng chút xíu nha. Đứng dậy thêm. Đứng dậy được không? Được. Dạ đau á. Chết được rồi. Cái gì mà yêu hơn quá à? Dạ không sao đâu. Không sao đâu. Rễ Quy, con phải luôn giữ khí tiết nha con. Giữ khí tiết cho ba. Ủa? Dạ. Cô sao lấy đồ đi giặt hả? Dạ. Ê, khoan đã. Dạ có chuyện gì cô? Ừ, đưa cho con đi. Nó dơ lắm rồi, để tôi đi giặt. Đưa đây cho con. Dạ. Ờ, cô đi làm việc gì thì làm đi. Dạ. Ngựa hoang là ăn pháo của mày. Suy nghĩ cái gì nữa, thua đại đi con ơi. Làm gì cũng dòm ba dữ vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống ba vậy. Ba. Ba với cô hiệu phó có gì với nhau đúng không? Sao hỏi cái vụ này hoài vậy? Tao nói bao nhiêu lần mà con vẫn không tin à?
có chắc là ba với cô hiệu phó không có gì với nhau không? Chắc. Ừ, vậy thì con hiểu rồi. À bà ba. Gì nữa? Ba có nhớ cái câu mà ba hứa với tụi con sau khi mẹ con qua đời không ba? Nhớ sao không? Ba nhớ là được rồi. Con hiểu rồi. Vợ con hôm nay bị gì vậy ba? Sao tự nhiên nhắc tới mẹ làm chi vậy? Cậu ba. Gì vậy anh? Chị hai cậu kêu xuống dưới kìa. Em nói rồi em không ăn cơm đâu. Không phải, kêu xuống họp gia đình gì đó thì cậu cứ xuống đi. Tôi chỉ là chim bồ câu đưa tin thôi à, xuống đi. Chim bồ câu đưa tin. Thưa ba. À, cơm ngon ha. Thôi, kêu vợ xuống ăn cơm. Dùng cơm. Con ở ngoài rồi ba. Ở ngoài ngồi đây làm chi? Bới cơm. Dạ, vợ con kêu là tập trung tất cả mọi người ở đây. Chi vậy? Con cũng không biết nữa. Con cũng không biết. Thưa ba. Thưa cả nhà. Có một vụ án mà con đã bí mật điều tra trong mấy ngày hôm nay. Và con đã thu nhập được một số chứng cứ. Cho nên con cần tất cả mọi người ở đây cùng giải quyết cái vấn đề vụ án này. Chuyện gì vậy chị? Đây là vụ án vô cùng quan trọng. Mà hai người ngồi ở đây như là những vị thẩm phán tối cao. Hai người phải xử giùm cho cái vụ này giùm cho tôi. Dạ thưa ba. Có phải là ba nói với con giữa ba và cô hiệu phó không có bất cứ mối quan hệ nào không? Thì sao? Ba nói dối. Việc gì phải nói dối con? Ba không có việc gì phải nói dối. Bao nhiêu lần ba nói là không hề có cái chuyện đó. Con đã truy lùng được những cái chứng cứ. Và con khẳng định được là 99.9% ba nói dối. Nói dối cái gì? Chứng cứ gì? Chứng cứ thứ nhất. Cái gì vậy chị? Vé xem phim xuất chiếu là 7:30 vào ngày 7 tháng 9. Vào ngày hôm đó có hai học sinh của trường con đã phát hiện ra ba và cô hiệu phó đang cười nói nói trước rạp chiếu phim. Đánh đi, trời ơi, cái gì mà chạy hoài vậy? Chán. Em yêu, tại sao không ôm anh đi? Hai sau lưng giống như cô hiệu phó chứ. Ông già thực phẩm mày. Là một túng xa phí. Đúng rồi, đẹp, thiệt đẹp, thiệt đẹp. Tại sao lại đi với nhau? Sao không biết? Quen nhau. Ba đã khẳng định với con là ba chưa từng tới rạp chiếu phim. Nhưng con đã tìm thấy hai cái vé xem phim này ở trong túi áo vest của ba. Hả? Phản đối. Phản đối vô hiệu. Đây là chứng cứ thứ hai. Vào ngày 8 tháng 9, phòng thí nghiệm của trường con đã xảy ra một vụ có trộm. Và tên trộm chỉ có một mình cô hiệu phó trông thấy. Và sau khi xác nhận, tên trộm được nhận dạng là đang đeo chiếc cà vạt màu tím. Là ba không hề có cái cà vạt màu tím nào. Nhưng con đã vô tình phát hiện ra một góc cà vạt bị cháy nham nhở. Và mặc dù nó lẫn ở trong đám tro, nhưng sau khi được xem xét chất liệu và màu sắc, con rút ra được một kết luận. Đây chính là một phần của chiếc cà vạt màu tím. Ừ,
này chỉ là phản đối vô hiệu. Ủa tôi có nói gì đâu. Đây là bằng chứng thứ ba. Thứ ba, đây là chiếc camera mà con đã ghi lại đoạn phỏng vấn. Tất cả những em học sinh đã nhìn thấy ba và cô hiệu phó trước rạp chiếu phim vào ngày 7 Tây tháng 9. Mời mọi người coi qua. Có phải hai em đã bắt gặp cô hiệu phó và ông giám đốc công ty thực phẩm hay không? Dạ, em chắc chắn nó là cô hiệu phó. Có người đi chung với cổ á, thì em không nhìn rõ là ai. Nhưng mà nhìn dáng dốc giống như là ông giám đốc cung cấp thực phẩm của trường mình đó cô. Mà tại không gặp thường xuyên nên không biết. Hai đứa nhìn cho kỹ, có phải người trong điện thoại không? À, đúng rồi cô. Đúng là người này nè, lần đó em có gặp đó. Đúng không mày? Dạ đúng rồi cô, đúng rồi cô. Hai đứa chắc chắn chứ? Dạ. Cảm ơn hai em. Nó nói gì qua đâu có hiểu. Phản đối vô hiệu. Con chưa có nói cái gì mà. Tổng hợp lại tất cả những bằng chứng con để trình bàn, con khẳng định lại là 99.9% ba và cô hiệu phó đang lén lút hẹn hò với nhau. Ba, có phải vậy không ba? Dù không ba. Trời ơi, ba có lỗi gì với con? Ba có con theo dịch cái chuyện này hả? Đem bà dài nguyên giả đắc gì là đổ tội cho ba hả? Ba, con rõ ràng đã lượm được mấy cái đó. Lượm cái gì? Đây, cái vé này. Cái vé này ba thấy ai quăng ở dưới đất, ba lượm, ba tính bỏ thùng rác, mà ba quên để ở trong túi. Đây còn cái này nữa. Cái cà vát này, đây một cái miếng vải gì đâu về đây. Nói là đặt cà vát vào tiếp ai mà tin được. Còn nghe lời, đi nghe lời mấy cái thằng nhóc này đổ tội cho ba mình. Con thấy con làm gì con quá đáng không hả? Ba tính chối tội hả ba? Ba không chối tội. Mình ơi, ba khóc làm gì vậy? Trước khi mẹ con mất mà ba còn làm cho mẹ con đau lòng, ba khóc làm gì vậy? Ba đã nói là hiểu lầm hết, tại sao không ai tin hết? Ta nói là không phải là như vậy mà. Hiểu lầm gì hả ba? Ba đã hiểu lầm làm sao? Trước khi mẹ con nhắm mắt, ba còn làm cho mẹ con đau lòng, ba hiểu lầm cái gì? Ba đã sai, nhưng mà lần này là ba hoàn toàn trong sạch con à. Hoàn toàn trong sạch? Từ ngày xưa tới bây giờ, bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần mẹ con chứng kiến ba lăng nhăng rồi? Ba trả lời cho con biết đi, ba cưới mẹ con là cái gì? Ba cưới mẹ con là cái gì vậy? Có thể là ba đã sai, ba đã sai thật. Nhưng mà thật sự trong tim ba chỉ có một mình mẹ con, và cả cuộc đời này cũng chỉ có một mình mẹ con thôi. Ba làm ơn đi, ba đừng có nói mấy cái lời bay mộng nữa đâu. Con có tin đâu? Con có tin là ba đừng có nói được không vậy? Ba không nói những lời bay mộng. Thôi được rồi, các con sẽ ở cạnh ba suốt cuộc đời cho đến ngày ba nhắm mắt. Các con hãy quan sát nó thật kỹ. Ba hứa với các con, từ đây đến ngày ba nhắm mắt là chỉ có một mình hình ảnh của mẹ con ở trong tim này thôi. Các con hãy chống mắt lên coi, trong lòng ba chỉ có hình ảnh mẹ con mà thôi. Phản đối hiệu lực. Còn ai đâu được phản đối? Mẹ, cảm ơn ông nha. Cảm ơn cái gì? Được chở bà là tôi hạnh phúc lắm rồi. Ông chờ tôi một chút. Rồi. Ba nghe. Dạ, con đang ở bệnh viện chờ tháo băng. Ba đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không? Gạo từ An Giang chở tới rồi, nhưng mà ở nhà không có ai nhận hết á. Con qua đâu? Con có gọi rồi, cậu nó tới trường rồi. Hình như là lấy hồ sơ giấy tờ gì đó. Cái gì? Nó đang ở trường hả? Trời ơi, nó lên văn phòng hả? Ôi trời, tôi đã kiếm hồ sơ mà ông tắt này để làm gì? Con qua hả? Con qua nó tới. Ôi trời mẹ. Ai đó? Nè, ai đó, đứng lại. Ai đó? Đứng lại. Ai đó? Ai đó? Ai đó? Gần sắp thoát rồi.
con khẳng định 99% á, thì ba nói là không phải. Bây giờ là ba thích nói dối con cái lắm hả ba? Cái gì? Ba, tại sao vậy? Ba làm như vậy mà ba không thấy ăn năn, không thấy hối lỗi gì với mẹ con hết hả sao ba? Em bình tĩnh đi, từ từ nói. Bình tĩnh cái gì? Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Im đi. Con nói thiệt ba đó, bộ ba không có thấy ăn năn, không thấy hối hận gì một chút nào với mẹ con thiệt hả ba? Em ơi, em bình tĩnh lại đi. Thiệt ra chuyện ba đi với cô Hiểu Phó trong ngày giỗ của mẹ là có lý do chính đáng mà. Cái... anh nói lại cho em nghe coi cái gì vậy? Ủa, chứ không phải em giận vì chuyện đó hả? Lúc cuộc là sao vậy hả ba? Ba làm vậy mà coi được hả? Vậy mà cái hôm đám giỗ ba còn nói là ba đi thăm bệnh đó hả ba? Bộ ba không thấy ăn năn hối lỗi gì với mẹ con hết hả? Không, không phải. Chuyện là... bây giờ tôi điên lắm rồi. Tôi không có sống nổi trong cái căn nhà này nữa. Bỏ ra đi, bỏ ra đi. Không có hổ. Không biết sống sao vừa lỏng nhà nữa. Thôi chuyện vậy rồi ba cũng đừng buồn nữa nha ba. Cái người mà tao buồn nhất á là mày đó. Sao vậy? Bắt ba. Nghe nặng lời quá vậy. Thật ra tôi với ba cô á, tôi cũng đã định nói chuyện với cô lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cơ hội thôi. Hơn nữa tôi với ba cô á, đâu có làm gì mà sai với đạo lý đâu. Sao cô lại cứ nói chúng tôi không ngay thẳng hả? Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Trước khi mẹ con mất, ba cũng làm cho mẹ con đau lòng vì cái thói lăng nhăng của ba. Ba quên hết rồi hay sao vậy? Sao lại em cái chuyện nó nói ra đây hả? Ba, ba quên mất rồi hả? Cái ngày mà đưa tang mẹ con, ba đã hứa gì với tụi con? Ba quên hết rồi hả ba? Ui, để về nhà nói. Con phải nói, ba phải cho con nói. Mẹ con mất chưa được 3 năm mà ba. Ba làm như vậy là sao chứ? Rõ ràng là hai người có mối quan hệ mờ ám mà. Cô, chị nhà mất chưa được 3 năm à? Lại nói với tôi là chị đã mất 11 năm rồi ba. Ba tôi muốn nói dối để cố tình quen cô chứ sao nữa. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.